đến với Đà Nẵng, kể cả người dân thành phố, có chung một nỗi quan tâm là có những địa điểm du lịch, vui chơi, giải trí nào thú vị tại Đà Nẵng vào ban đêm. Hôm nay, 360 độ du lịch Đà Nẵng sẽ giới thiệu đến quý khán giả của Đà Nẵng TV một trong những điểm đến không thể bỏ qua đó. Bây giờ, hãy cùng theo chân những gương mặt thân quen của chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, hiếm có thành phố nào trên thế giới mang dạng tổng hòa địa hình thú vị như tại thành phố Đà Nẵng. Với khí hậu bán đảo nhiệt đới, núi trong lòng phố, phố trong lòng biển khơi, cộng thêm con sông Hằng thơ mộng chảy xuyên vào phố xá. Và một trải nghiệm có thể làm siêu lòng bất kỳ ai khi đặt chân đến thành phố với nhiều danh xưng này, đó chính là trải nghiệm dạo mát trên du thuyền ngắm thành phố Đà Nẵng về đêm. Mà ngày hôm nay, 360 độ du lịch Đà Nẵng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn. Đồng hành với Quang Tuấn là một bạn nữ vô cùng xinh đẹp. Xin chào Tú Anh ạ, bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình cho quý khán giả được biết được không ạ? Xin được chào quý khán giả của Đà Nẵng TV, chào anh Quang Tuấn. Mình là Tú Anh, hiện tại thì mình là MC tự do. Và ngày hôm nay, Tú Anh rất là vui khi được đồng hành cùng với chương trình trong chuyến hành trình thú vị này. Không biết trước đây thì Tú Anh đã từng trải nghiệm du thuyền trên sông Hằng bao giờ chưa? Kể ra thì cũng hơi ngại, tại vì Tú Anh ở Đà Nẵng cũng hơn 5 năm rồi, nhưng mà chưa một lần nào được trải nghiệm trên du thuyền cả. Nên là khi được lời mời của 360 độ du lịch Đà Nẵng thì Tú Anh rất là háo hức anh Tú ạ. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của Tú Anh. Vậy ngay bây giờ không để quý vị và các bạn đợi lâu nữa, Quang Tuấn và Tú Anh sẽ cùng trải nghiệm đi du thuyền trên sông Hằng. Quang Tuấn và Thu Anh đã chọn chuyến khởi hành lúc 20:15 vì tin rằng đây sẽ là thời điểm tuyệt vời để ngắm thành phố về đêm, khi mà tất cả ngọn đèn từ các khu nhà cao tầng đã được bật lên, ánh sáng từ những cây cầu cũng đã hòa quyện vào màn đêm huyền bí, và dòng xe hai bên sông Hằng cũng bắt đầu êm trôi theo nhịp độ nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Vâng, ngay lúc này thì Quang Tuấn cảm thấy vô cùng hào hứng, bởi vì có thể nói đây là một du thuyền có giá trị và đẳng cấp nhất tại thành phố Đà Nẵng. Và chắc hẳn bây giờ thì Tú Anh cũng có những cảm xúc tương tự với Tuấn phải không ạ? Vậy thì bước lên du thuyền này thì điều đầu tiên Tú Anh làm là gì nào? Suy nghĩ đầu tiên của Tú Anh đó chính là chụp thật nhiều tấm hình, và hy vọng là sau ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ có rất là nhiều tấm ảnh đẹp với những view đẹp mà hiếm thấy như thế này đó anh Tuấn ạ. Vâng, Quang Tuấn cũng rất thích chụp hình. Và ngay bây giờ chúng ta cùng khám phá du thuyền Maryland Cruise. Tiếp cận tầng 1 của Maryland Cruise, cũng như mọi du khách khác, Quang Tuấn và Tú Anh được nhân viên hướng dẫn mặc áo phao và nhắc nhở một số yêu cầu cần thiết để đảm bảo an toàn khi tham gia chuyến hành trình. Như quý vị có thể thấy thì nội thất trên tàu được ốp gỗ rất là độc đáo và kiên cố, tạo một cảm giác an toàn cũng như là rất là đẳng cấp cho những ai mà đặt chân vào không gian này. Và để cho chúng ta có thể có thêm thật nhiều thông tin chi tiết cũng như là những tính năng đặc biệt của du thuyền thì ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với lại anh Châu, anh Dũng là quản lý của tàu Maryland. Và chào anh Dũng ạ. Chào anh bạn. Ơi, không biết thì tàu của chúng ta là do đơn vị nào thiết kế và đã vận hành từ bao lâu rồi ạ? Công ty cổ phần Đông Tàu Bảo Duy là làm chủ đơn vị, là cũng như là về chế tạo luôn. Thì tàu là do một kỹ sư người Canada thiết kế từ năm 2015 và đóng thì tới cuối năm 2016 thì hoàn thành. Và mình là bắt đầu đưa vào khai thác là từ đầu năm 2017 đến giờ. Và bây giờ thì anh có thể chia sẻ, giới thiệu về những nét độc đáo riêng có của tàu mình được không ạ? Đây là một cái tàu mình thiết kế là 3 tầng và nội thất là mình ốp gỗ hoàn toàn. Thì trong đó là có một cái sân khấu nhỏ và một cái quầy bar ở mỗi tầng để đáp ứng được cái nhu cầu của thực khách. Thì ngoài ra một cái nét khác biệt rất là đặc biệt đó là Maryland này là được thiết kế là một cái tàu du lịch 2 thân và vỏ là hoàn toàn bằng composite, nên nó tạo một cái cảm giác rất là sang trọng và rất là an toàn cho du khách khi mà đặt chân lên du thuyền. Anh ơi, vậy trên tàu của chúng ta thì đâu là điểm mà để có thể có được cái view đẹp nhất, cũng như là du khách khi đến với tàu mình thì họ cảm thấy như thế nào? Về cái Maryland thì thực ra thì ở bất cứ cái vị trí nào thì mình cũng có thể ngắm nhìn được cái quang cảnh hai bên bờ sông về đêm, cũng như là được những cái cây cầu trước mắt mình đó.
Thì vì tàu là mình sẽ chạy dọc theo bờ sông và lần lượt đi qua từng cái cầu, nên ở bất cứ vị trí nào mình cũng có thể là có được những cái view quan sát rất là đẹp. Khách Việt Nam cũng có mà khách nước ngoài cũng có, đa số là khách Trung Quốc, Hàn Quốc và Malaysia, thì mọi người đa phần đều là cảm thấy là rất là thú vị khi mà được trải nghiệm cái dịch vụ trên tàu và được đi trên những con sông và ngắm nhìn cái quang cảnh của thành phố Đà Nẵng về đêm, thì mọi người là rất là thích và họ cũng cảm thấy rất là thoải mái vì được cái đi trên tàu này thì nó giống cái độ an toàn nó cao quá, thành ra khách họ cũng rất là an tâm. Không chỉ là tham quan ngoạn cảnh, Maryland Cruise còn đem đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời qua chương trình nghệ thuật đặc sắc, live music, múa dân tộc được biểu diễn ngay trên du thuyền. Hay như du khách sẽ được thưởng thức hương vị thơm ngon của đồ ăn thức uống được chế biến bởi bàn tay của những đầu bếp lành nghề. Anh cảm thấy như thế nào? Tôi thực sự thích thú du thuyền này. Tôi có thể nhìn thấy nhiều cảnh đẹp vào ban đêm tại thành phố Đà Nẵng, rất là đẹp. Anh đã từng có trải nghiệm này bao giờ chưa? Đây là lần đầu tiên tôi ở đây với trải nghiệm này. Bây giờ thì tôi đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh và tôi đã có chuyến công tác tại Đà Nẵng. Anh dự định tham quan những địa điểm nào ở Đà Nẵng? Ngày mai tôi có kế hoạch ra các bãi biển tham quan vì biển Đà Nẵng rất yên tĩnh và đẹp. Còn bạn ngày hôm nay trải nghiệm trên du thuyền thì bạn cảm thấy như thế nào? Về Đà Nẵng cũng 1.5 năm rồi, nhưng mà lần đầu tiên mình leo lên cái du thuyền để mà đi trải nghiệm như thế này thì cảm thấy rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Và mình cảm thấy cái quyết định mà từ làm việc ở Sài Gòn mà trở về Đà Nẵng là một cái quyết định đúng đắn và hợp lý nhất của mình. Không biết trước đây bạn đã từng thử cái trải nghiệm đi du thuyền trên một con sông nào chưa? Ở Hội An thì cũng có nhưng mà thuyền nhỏ thôi. Còn du thuyền kiểu như thế này thì đây là lần đầu tiên. Xin cảm ơn những chia sẻ của bạn và chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời trên chuyến đi này. And have a nice trip today. Thank you so much. Và để đem đến niềm vui và sự hài lòng cho khách tham quan, đội ngũ cán bộ nhân viên của Maryland Cruise đã thể hiện một tinh thần làm việc hết mình, nhiệt tình, đặt an toàn và hạnh phúc của du khách lên trên hết. Xin chào chú, bây giờ xin được mời chú giới thiệu về bản thân mình cũng như là chú đã công tác tại tàu bao nhiêu lâu rồi? Chú tên là Tuấn, trước là chú đi tàu nước ngoài rất nhiều, sau này về nghỉ và chú xuống công tác tại tàu Maryland này là gần được 2 năm, bắt đầu con tàu ra đà và hoạt động. Vậy thì công việc cụ thể trên tàu là chú làm công việc gì? Chú là người khai thác vận hành, đưa tàu đến nơi về đến chỗ hiệu quả và an toàn cho hành khách. Chú cảm nghĩ như thế nào khi mà chúng ta làm trên tàu này, tiếp xúc rất là nhiều người, đặc biệt là khách du lịch? Chú, riêng bản thân chú và tất cả thuyền viên và những người nhân viên trên tàu là tâm niệm là mình làm du lịch thì đã có cái tâm làm là hết lòng và có niềm nở với khách để tạo cho khách du lịch những cái mà ấn tượng nhất về thành phố đáng sống của chúng ta. Nên chú hy vọng là những hành khách mà đi trên tàu Maryland hoặc tất cả tàu du lịch này thì một ngày nào đó sẽ trở về thành phố đáng sống của chúng ta. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã giúp cho Tú Anh cũng như anh Quang Tuấn có thêm thật nhiều thông tin chi tiết và những nét độc đáo riêng của tàu Maryland. Và có lẽ lúc này là tàu của chúng ta cũng đã xuất phát được một lúc rồi thưa quý vị. Và ngay bây giờ thì Quang Tuấn và Tú Anh sẽ di chuyển lên tầng 2 để có thể có một cái view tốt hơn. Và đặc biệt là khi mà du thuyền chúng ta đang tiến sát đến những cây cầu tại trung tâm thành phố. Mình đi thôi.
Một trong những vị trí đắt giá nhất tại Meridian Cruise đó chính là trên boong du thuyền. Đây là vị trí cao nhất và duy nhất có thể nhìn toàn cảnh 360 độ xung quanh du thuyền. Đó chính là lý do mà Quang Tuấn và Tú Anh đã không thể bỏ qua cơ hội được ngắm cảnh ở vị trí đẹp nhất này. Vâng, thưa quý vị, Đà Nẵng thật đẹp và càng lung linh hơn khi về đêm. Và ngày hôm nay Quang Tuấn và Tú Anh cũng cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui khi được đồng hành cùng nhau trên chuyến du thuyền Maryland Cruise trong vòng gần 1 giờ đồng hồ. Và Tuấn tin chắc rằng quý vị cũng sẽ có những trải nghiệm như thế khi mà đến với du thuyền này. Và Tú Anh cũng xin được gửi lời cảm ơn đến 360 độ du lịch Đà Nẵng đã mang đến cho Tú Anh một chuyến hành trình tuy ngắn thôi nhưng vô cùng thú vị. Và nhân đây tôi cũng xin được chia sẻ đến các bạn trẻ có sở thích du lịch khám phá hay là sở thích chụp hình như Tú Anh đây, thì chúng ta không cần đi đâu xa cả, ngay tại Đà Nẵng cũng có rất nhiều địa điểm, cũng có rất nhiều loại hình du lịch đáp ứng được nhu cầu của các bạn. Và đến đây thì chương trình 360 độ du lịch cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những điểm đến thú vị tiếp theo vào khung giờ 21 giờ tối thứ Bảy, tuần thứ Nhất và tuần thứ Ba trên kênh Đà Nẵng TV1. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.